Truyền thông Việt Tân và bè lũ ăn theo, giới dân chủ tự xưng lại đang tung hay sự kiện tù nhân lương tâm, Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lần thứ 22 nhằm công kích chế độ, đòi trẻ tự do cho người hùng của họ. Tuy nhiên, chỉ cần xem số lần tuyệt thực của Thức thì người ta thấy ngay đây, không phải là lần đầu tiên Trần Huỳnh Duy Thức sử dụng chiêu trò tuyệt thực. Và cũng không phải là lần đầu tiên các thế lực thù địch lợi dụng việc tuyên bố tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức để tuyên truyền chống đảng, nhà nước Việt Nam. Thực chất, đây chỉ là trò cũ soạn lại nhằm cầu xin chút quan tâm, của mấy tổ chức nhân quyền giả cầy. Với hình ảnh trên trang Việt Tân đăng tải nhằm quảng bá cho lần tuyệt thực thứ 22 này của Trần Huỳnh Duy Thức, có thể thấy hắn vẫn béo tốt, khỏe mạnh, thậm chí sau 21 lần tuyệt thực trước, nhìn hắn còn béo tốt hơn hình ảnh thời kỳ đầu hắn mới vào tù. Để hiểu rõ về Trần Huỳnh Duy Thức phải lật lại quá khứ của ông ta, Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2009, với mức án 16 năm tù giam vì phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính sơ từ ngày Trần Huỳnh Duy Thức bị tuyên án và chấp hành án năm 2010 đến nay, hắn đã nhiều lần sử dụng chiêu trò tuyệt thực như là một quân bài nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế mượn danh nhân quyền để chống phá Việt Nam. Lần tuyệt thực gần đây nhất của Thức, ta thấy nó có đôi chút thất thường, mới tuyên bố tuyệt thực ngày 27 tháng 1 mà đến ngày 14 tháng 2 đã dừng, khoảng thời gian này chỉ bằng khoảng thời gian một người thực hành chế độ nhịn ăn để thanh lọc cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, phương pháp nhịn ăn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như giúp thải độc đồng thời giúp cho cơ thể được tối ưu hóa quá trình trao đổi chất phương pháp nhịn ăn hiện nay khá phổ biến trong việc điều trị một số bệnh và được không ít người áp dụng thế nhưng việc nhịn ăn của trần huỳnh duy thức lại được giới dân chủ tự xưng tung hê như một hành động dũng cảm là cách duy nhất người tù thể hiện được chính kiến của mình sau cái chết đối với những tù nhân được các tổ chức chú ý vấn đề ở đây là chúng ta cần phải tìm hiểu xem mục đích của lần tuyệt thực này là gì theo thông tin trên fanpage của việt tân lần này thức tuyệt thực để phản đối việc bị hạn chế giao tiếp với các nhà dân chủ nhân quyền nhà tù chỉ cho ông thức gặp gia đình và từ chối không cho gặp những người này với lý do không phải người thân với những lời ca tụng của đồng bọn dành cho thức ta có thể thấy âm mưu mục đích ẩn đằng sau tuyên bố tuyệt thực lần này của thức đã phần nào được thỏa mãn với kẻ hão danh như thức chỉ cần mấy lời ca tụng của đám dân chủ tự xưng thì chuyện tuyệt thực là cách dễ nhất đối với hắn trong hoàn cảnh này đúng là nhất cử lưỡng tiện vừa thanh lọc cơ thể vừa được ca tụng như người hùng việc nhịn ăn hơn 20 lần, mỗi lần lại béo khỏe hơn trước một chút của thức chỉ càng chứng minh, nó chỉ là trò vặt vãnh để moi chút quan tâm, săn sóc của chính giới Mỹ, phương Tây với các tổ chức nhân quyền quốc tế chống phá Việt Nam. Với lần nhịn ăn lần thứ 22 này, chúc thức thanh lọc được hết mọi độc tố trong cơ thể, nhất là độc tố gây nên những nhận thức lệch lạc dẫn, đến những hành vi chống phá đất nước trong thời gian qua.